Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Hình thế thời tiết chủ yếu chi phối các vùng biển phía Nam vẫn là rìa phía Nam của không khí lạnh có cường độ yếu. Do vậy, cường độ gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía khu vực Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, vẫn duy trì cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết tiếp tục ổn định với trạng thái tạnh ráo ít mưa, tầm nhìn xa thoáng nên hầu như không cản trở đến hoạt động trên biển. Dự báo đêm nay và ngày mai thì không khí lạnh từ phía Bắc chưa có dấu hiệu được tăng cường xuống phía Nam và cũng chưa hề có hình thế gây mưa đặc biệt nào khác, nên tại những vùng biển này, thời tiết ít có sự biến đổi, các phương tiện tàu thuyền có thể yên tâm lưu thông. Ở phía Nam, vùng biển Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, các vùng biển ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và cả khu vực Vịnh Thái Lan, còn có mưa rông rải rác nên thời tiết vẫn phần nào gây khó khăn cho hoạt động hàng hải, đặc biệt là đối với tàu thuyền có trọng tải nhỏ. Và ngay sau đây là những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ chủ yếu duy trì gió hướng đông đến đông nam với cường độ khoảng cấp 3 cho tới cấp 4 nên sóng biển không cao. Thời tiết ổn định với tiết trời không mưa, ban ngày nắng ráo và tầm nhìn thông thoáng, không gây cản trở trong hoạt động hàng hải trên khu vực này. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ cũng thịnh hành gió theo hướng đông đến đông nam với cường độ trung bình, sóng biển cao không quá 1,5m, tình trạng biển bình thường, trời vẫn phổ biến là không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, nên tiếp tục ủng hộ trong hoạt động đánh bắt hải sản của bà con ngư dân cũng như các hoạt động du lịch biển. Vùng biển miền Trung từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, đây cũng là nơi khá an toàn cho việc lưu thông và hoạt động của tàu thuyền. Trong đêm nay và ngày mai, gió thổi đều theo hướng đông đến đông nam với cường độ khoảng cấp 3 cho tới cấp 4. Trời có nắng và tầm nhìn thoáng, tình trạng biển bình thường, bà con ngư dân có thể tiến hành khai thác hải sản nơi đây. Xuôi xuống vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, gió thịnh hành theo hướng đông bắc với cường độ trung bình. Ban ngày thì trời nắng, nền nhiệt ổn định ở mức 26 cho tới 31 độ. Đến chiều tối một vài nơi ở phía nam khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, nên bà con khi đánh bắt hải sản cần lưu ý khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông ở vùng biển phía nam đảo Phú Quý. Đối với khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Côn Đảo, gió có hướng đông bắc với cường độ khoảng cấp 4 trong đêm nay đến trưa chiều mai. Từ chiều tối mai thì cường độ gió tăng lên một cấp đạt khoảng cấp 5. Thời tiết không được ổn định với mưa rào và dông xuất hiện rải rác, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực này. Chuyển sang vùng biển phía tây, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Nơi đây gió vẫn duy trì cường độ yếu và thịnh hành theo hướng đông đến đông bắc. Biển chỉ gợn sóng nhỏ với độ cao sóng là dưới 1m. Ban ngày thời tiết ổn định nhưng đến chiều tối thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác làm tầm nhìn xa suy giảm, khả năng có gió giật trong cơn dông. Mọi người nên chủ động kết thúc sớm hoạt động trước cuối chiều để tránh bị mưa dông ảnh hưởng. Vùng biển Vịnh Thái Lan khá tương đồng với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực này trong đêm nay và ngày mai thời tiết ít biến đổi, gió vẫn yếu nên biển lặng sóng êm, tuy nhiên về chiều và tối thì mưa rào và dông tiếp tục xảy ra khiến tầm nhìn xa bị hạn chế và khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông nên thời tiết vẫn gây trở ngại trong hoạt động hàng hải trên khu vực này. Ngoài khơi xa, khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do không khí lạnh từ phương Bắc chưa có dấu hiệu tăng cường xuống nên thời tiết ít biến động trong đêm nay và ngày mai. Gió thổi đều theo hướng đông đến đông bắc với cường độ phổ biến khoảng cấp 4, có lúc thì đạt tới cấp 5. Tình trạng biển bình thường, trời khá ít mưa, ban ngày có nắng và tầm nhìn thông thoáng, thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông trên biển. Trên khu vực giữa Biển Đông, từ 10 cho tới 15 độ vĩ bắc, gió thịnh hành chủ yếu theo hướng đông với cường độ khoảng cấp 4, sóng biển dao động từ 0,5 đến 1,5m, mưa rào chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, nên hoạt động hàng hải có thể diễn ra bình thường. Xuống đến khu vực phía nam Biển Đông bao gồm phía nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Chân và đảo Song Tử Tây. Đêm nay và ngày mai, khu vực này vẫn có gió đông bắc duy trì với cường độ khoảng cấp 4. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất vẫn là sự phát triển của những đám mây đối lưu gây mưa rào và dông rải rác. Thời tiết còn gây khó khăn cho việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.